Kênh Military Samarit đưa tin, trong 24 giờ qua, Nga liên tục mở rộng vùng kiểm soát trên mặt trận Afdipka. Đặc biệt, mũi thọc sâu của lực lượng Moscow thần tốc tiến thêm 2 km về phía tây từ Ocheretin tới Pores. Có phân tích cho rằng, để đạt được thành công nhanh chóng ở Afdipka, lực lượng Moscow đã sử dụng một chiến thuật lạ đó là họ truy đuổi đối phương và giữ một khoảng cách rất gần khi lực lượng Kiev bỏ cứ điểm, tháo chạy về tuyến sau. Pháo binh của đối phương nếu có cũng không dám pháo kích vì sợ bắn nhầm vào quân nhà, nên khi rút được vào khu vực mới thì Nga cũng đã có một bộ phận vào theo. Điều đó khiến cứ điểm sau không chịu đựng nổi cách đánh, nắm thắt lưng địch mà đánh, giúp lực lượng Moscow phát động đợt tấn công tiếp theo rất nhanh ngay khi cứ điểm sau đón quân thất trận chạy về. Ảnh hưởng tâm lý từ quân thua chạy về cộng với vòng tuyến không được củng cố tốt, lực lượng lại chủ yếu là tân binh, thiếu tốn hỏa lực cũng như là thuốc men chữa chạy cho thương binh. Sự chỉ huy rút quân không hợp lý đã khiến quân Ukraine mất ý chí chiến đấu nhanh chóng. Nó lý giải vì sao Nga chiếm liên tiếp nhiều làng mạc trong vài ngày ngắn ngủi. Tuy nhiên, có dự báo cho rằng tốc độ tiến công của Nga sẽ giảm xuống trong thời gian tới. Tốc độ đánh nhanh như vậy khá tôn kém nên sẽ không duy trì lâu kênh Didopka cho biết chiến sự tại Abdipka đang tiến tới đỉnh điểm với trận đánh then chốt ở Nishalovo. Tại thời điểm này, quân đội Nga đã làm gián đoạn việc tiếp tế của đối phương, dần dần bao vây ngôi làng quan trọng nhất. Nishalovo là một trong số ít khu vực phòng thủ chất lượng cao của lực lượng Kiev còn tồn tại cho đến nay. Việc mất đi các vị trí ở đây sẽ khiến Bộ Chỉ huy Ukraine suy sụp, điều đó đồng nghĩa với một thắng lợi quan trọng khác của Nga. Vì vậy, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn trong làng bất chấp các cuộc phản công của đối phương. Lực lượng Moscow vẫn đang tiến bước một cách vững chắc vào các ngôi nhà, đánh chiếm một trường học ở nông thôn, nơi có các trạm quan sát của Ukraine. Để đẩy nhanh việc đánh bật lực lượng Kiev khỏi Nitelovo, chỉ huy Nga chọn các hướng tấn công nhằm cắt đứt nhóm chính của đối phương khỏi cụm quân dự bị. Nhiệm vụ không hề dễ dàng, nhưng họ hoàn toàn có thể đạt được nhờ làm gián đoạn sự phối hợp giữa các đơn vị Ukraine, buộc đối phương phải rút lui khỏi các vị trí thuận lợi nếu không muốn bị bao vây đầu hàng. Kênh t cho biết, trên hướng áp các nhóm xung kích của Nga sau khi chiếm được Ocherezin đang tiến về làng Podes. Những trận chiến giành quyền kiểm soát các vành đai rừng đang được tiến hành trên các đường tiếp cận Novo Alexandrivka. Kênh t đưa tin, theo hướng Kubiansk, Svatove, lực lượng Moscow đang hoàn thành việc giải tỏa Kilipska, và tiến về phía Ivanovka. Tại các khu vực xung quanh Kupians và Kherson, hoạt động gia tăng đã được ghi nhận từ cả hai phía trong những ngày gần đây, đặc biệt là với các cuộc tấn công trên bộ của Nga nhằm vào Kupians. Tại Bắc Mớt, đang diễn ra các trận chiến ác liệt ở tiểu khu Kanan ở ngoại ô phía đông Chasovya, cũng như trong khu bảo tồn Subki, Holubivsky hay và dọc theo tuyến Klasne-Klipchijipka. Quân đội Nga tiếp tục sử dụng hỏa lực mạnh gồm pháo binh, bom FAB, pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A cùng máy bay không người lái FPV để làm mềm chiến trường cho bộ binh tấn công. Ở Donetsk, lực lượng Moscow tiếp tục tấn công Krasnohorivka. Các đợt phản công cường độ cao của Ukraine đang diễn ra ở Nizalovo, khu vực Piremoha, cũng như tại trung tâm Heodipka. Theo kênh Suri trên mặt trận Zaporizhia, quân đội Nga đã đạt được những tiến bộ mới bên trong Dobotin. 60% diện tích thị trấn đã bị quân Nga chiếm lại. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết Nga không kích 40 đợt trong 24 giờ qua. Ukrainska Pravda đưa tin báo cáo vào tối ngày 7 tháng 5 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trong 24 giờ qua, 64 cuộc đụng độ quân sự đã diễn ra ở mặt trận. Tổng cộng, đối phương đã phóng một tên lửa, thực hiện 40 đợt không kích và 72 lần tấn công từ hệ thống pháo và tên lửa phóng loạt. Báo cáo có đoạn, trong ngày, không quân tên lửa của lực lượng phòng vệ đã tấn công súng cối tự hình 2S4 Thunpan, một điểm kiểm soát 5 khu vực tập trung quân Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã đẩy lùi hầu hết các đợt tấn công của đối phương ở Kupiansk, Liman, Bakhmut, Avdivka, Novopavlovsk, Marinka, Odekhov, Zaporizhia, cũng như ở Kherson. Phát biểu với Radio Free Europe, Radio Liberty, người phát ngôn tình báo quân sự HUR Andriy Yusov vào ngày 7 tháng 5 cho biết Ukraine liên tục phát minh ra những cách mới để tiêu diệt tàu Nga ở vùng biển xung quanh Crimea. Ông Yusov cho biết những người điều khiển xuồng không người lái USV trên biển đa năng Magura V5 của cơ quan này thay đổi các cuộc tấn công của họ, không lặp lại lần nào giống nhau. Bình luận của ông được đưa ra một ngày sau khi cơ quan tình báo quân sự cho biết, họ đã phá hủy một tàu tuần tra lớp Mangostee của Nga ngoài khơi Crimea, chiếc mới nhất trong số nhiều tàu bị USV Makura trên biển phá hủy. Ông Joseph cho biết, Nga đang thực hiện các bước để chống lại các cuộc tấn công, bao gồm cả việc cố gắng che giấu tàu, xây dựng hàng rào bảo vệ, nhưng cho biết cơ quan này đang tìm ra những cách mới để chứng minh rằng HUR và Makura hoạt động cực kỳ hiệu quả. Người phát ngôn không nêu chi tiết về các phương pháp mới, nhưng cùng ngày tàu tuần tra lớp Mangus bị đánh chìm. Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video cho thấy thứ dường như là các USV Makuda được trang bị tên lửa phòng không. Ukraine trước đó đã dùng USV Makuda V-5 tiêu diệt một số tàu của Nga, bao gồm tàu đổ bộ Kiser Kunikov, tàu tuần tra Sergei Kotov, tàu đổ bộ Sena và Akula, cũng như tàu hộ tống tên lửa lớp Tarantul Ivanovets mà Gudave Nam của Ukraine cũng làm hư hại một phần tàu quân sự của Nga Ivan Vào ngày 21 tháng 4, Hải quân Ukraine đã tấn công tàu Komuna ở Sevastopol. Nó được hạ thủy vào năm 1915 là con tàu lâu đời nhất còn phục vụ trong Hải quân Nga. Sevastopol là nơi đóng quân của hạm đội biển đen của Nga, thường xuyên là mục tiêu của các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trên biển của Ukraine. Ukraine Pravda đưa tin, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine tiếp tục chuẩn bị các chuyến thăm mới của các đối tác và những thỏa thuận an ninh. Ông nói chúng tôi đang chuẩn bị các cuộc họp và thỏa thuận chắc chắn sẽ trở thành tin tức trong những tuần tới. Các chuyến thăm mới tới Ukraine của đối tác của chúng tôi và tất nhiên chúng tôi tiếp tục chuẩn bị cho việc bắt đầu đàm phán thực sự với Liên minh châu Âu vào tháng 6. Nhà lãnh đạo Ukraine nói, về phía Ukraine, mọi chi tiết sẽ được giải quyết 100%. Ukraine đã hoàn thành nghĩa vụ của mình và Ukraine mong đợi hoạt động tương tự, hoạt động hiệu quả từ các đối tác của mình. Tổng thống cũng cho biết, ông đã tổ chức một cuộc họp riêng với Bộ Quốc phòng, đặc biệt là về vấn đề biên chế các lữ đoàn. Ngoài ra, việc chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Toàn cầu đầu tiên đang được tiến hành, đồng thời cho biết thêm, ông đã thảo luận với các nhà lãnh đạo Tây Ban Nha, Bỉ, Latvia, Phần Lan, vân v, v. Kyiv Independent đưa tin Ukraine và Tây Ban Nha đã hoàn tất đàm phán về văn bản thỏa thuận an ninh song phương. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hôm 7 tháng 5 sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. Cho đến nay, hơn 30 quốc gia đã tham gia tuyên bố chung về hỗ trợ Ukraine của nhóm G7. Vương quốc Anh, Đức, Pháp, Đan Mạch, Ý, Canada, Hà Lan, Phần Lan và Latvia đã ký các thỏa thuận song phương với Kiev. Ukraine đang chuẩn bị các thỏa thuận an ninh song phương với 7 quốc gia nữa. Các thành viên G7 đã trình bày kế hoạch của họ về các cam kết an ninh lâu dài cho Ukraine tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Vilnius vào tháng 7 năm ngoái. Theo kế hoạch này, từng quốc gia sẽ cung cấp hỗ trợ song phương để giúp Kiev đẩy lùi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, đồng thời ngăn chặn bất kỳ hành động gây hấn nào trong tương lai các đảm bảo an ninh sẽ đòi hỏi những nghĩa vụ rõ ràng và lâu dài, đồng thời củng cố khả năng của Kenya để chống lại Nga. Các bảo đảm cũng sẽ bao gồm các biện pháp trừng phạt, hỗ trợ tài chính cũng như là tái thiết sau chiến tranh. Thủ tướng Sanchez cũng xác nhận tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu của Kenya được tổ chức tại Thụy Sĩ vào ngày 15 và ngày 16 tháng 6. Tổng thống Zelensky nói: "Tôi biết ơn Thủ tướng Sanchez vì sự ủng hộ tích cực của ông đối với công thức hòa bình và thúc đẩy nó ở các quốc gia ở châu Mỹ Latin, châu Phi Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận thêm về việc tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev. Ukraine đã nhận được tên lửa phòng không Patriot từ Madrid, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles tuyên bố vào ngày 6 tháng 5, động thái của nước này là một trong những hỗ trợ mới nhất từ các quốc gia phương Tây, đáp lại lời kêu gọi từ Kiev về việc tăng cường phòng không trước các đợt tấn công bằng tên lửa hay UAV của Nga ngày càng leo thang nhằm vào các thành phố trên khắp Ukraine. Europin Pravda đưa tin, Bộ Chỉ huy tác chiến của lực lượng vũ trang Ba Lan vào ngày 6 tháng 5 cho biết, nước này đã điều tiêm kích ngăn chặn máy bay quân sự IL-20 của Nga trên biển Baltic. Theo thông tin từ quân đội Ba Lan, ngày 6 tháng 5, một cặp chiến đấu cơ MiG-29 làm nhiệm vụ từ căn cứ không quân chiến thuật số 22 ở Manbok đã xuất kích ngăn chặn để nhận dạng trực quan một máy bay IL-20 của Nga. Phía Ba Lan làm rõ, chiếc IL-20 này đã cất cánh từ một sân bay ở khu vực Kaliningrad và đang bay trong vùng trời quốc tế trên biển Baltic, thực hiện nhiệm vụ trinh sát. Máy bay không bay vào lãnh hải Ba Lan. Trước đó, một máy bay tương tự đã bị một cặp F-16 của Ba Lan ngăn chặn vào ngày 3 tháng 5. Các máy bay chiến đấu Eurofighter của Đức đóng tại căn cứ không quân La đã cất cánh vào ngày 26 tháng 4 để đánh chặn một máy bay trinh sát IL-20 của Nga trên biển Baltic. Vào năm 2023, lực lượng không quân NATO ở châu Âu đã hơn 300 lần xuất kích, đánh chặn máy bay quân sự Nga tiếp cận gần không phận liên minh với phần lớn các vụ ngăn chặn diễn ra trên biển Baltic. Reuters đưa tin, sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden ở Washington, Tổng thống Romania, Klaus Iohannis hôm 7 tháng 5 cho biết ông sẵn sàng thảo luận về việc gửi hệ thống tên lửa phòng không Patriot tới Ukraine. Tuyên bố của ông được đưa ra sau khi Đức kêu gọi Liên minh châu Âu cũng như các nước thành viên NATO giúp đỡ tăng cường khả năng phòng không của Ukraine. Tổng thống Iohannis nói trong vài tuần qua đã có cuộc thảo luận về việc nước nào có thể gửi hệ thống Patriot tới Ukraine. Tổng thống Biden đã đề cập đến điều này trong cuộc gặp của chúng tôi tôi đã nói rằng tôi sẵn sàng thảo luận tôi phải thảo luận vấn đề này với hội đồng quốc phòng tối cao để xem chúng tôi có thể đề nghị những gì và có thể nhận lại những gì bởi vì việc patriot rời romania mà không có phòng không thay thế là không thể chấp nhận được